được gặp lại các anh em, những người yêu mến các thiết bị kiểm tra điện với mục đích bảo vệ sự an toàn cho mình và mọi người. Hôm nay công ty sẽ đánh giá về đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110. Thiết bị có giá thành rẻ nhưng khả năng làm việc vô cùng nổi bật. Mời anh em cùng theo dõi. Trước tiên hãy cùng mình xem bên trong hộp sản phẩm này sẽ có những gì. Đầu tiên, máy sẽ được đựng trong một hộp nhựa cao cấp hình vuông, có quay cầm cứng cáp, dễ dàng di chuyển. Hộp nhựa này giúp bảo vệ máy trước những tác nhân va đập rơi vỡ. Một thân máy với các nút chức năng được bố trí khoa học, đầy đủ thông số, chú thích rõ ràng, dễ hiểu. Đôi dây đo mềm mại nhưng chắc chắn và cách điện tốt. Nó sẽ được cắm vào vị trí này của máy. Phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng đi kèm. Đồng hồ Kyoritsu 1110 có khả năng đo dòng điện một chiều, đo điện áp một chiều, đo điện áp xoay chiều, đo điện trở tần số. Với mỗi thang đo, máy sẽ có nhiều khoảng đo cho bạn chọn lựa. Kết quả đo sẽ được hiển thị kim tại đây. Mình sẽ thử đo thông máy cho các bạn xem. Lưu ý là bạn nên đọc kết quả sau khi kim đã dừng hẳn dao động, đứng yên một chỗ để có kết quả chính xác nhất. Lúc này để điều chỉnh không với thang đo điện trở. Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110 đáp ứng tốt các tiêu chuẩn an toàn, cách điện tốt nên đang được sử dụng rộng rãi cho nhiều mục đích khác nhau như đo kiểm tra dòng điện tại các nhà máy, đo thiết bị điện tử, điện lực, khoáng sản. Kyoritsu 1110 với những tính năng nổi bật mà chỉ có giá tham khảo khá rẻ là 1.760.000 đồng. Tin chắc bạn sẽ khó có thể từ chối siêu phẩm tiện ích này. Liên hệ ngay tới hotline 0904810817 hoặc truy cập vào maydochuyenduong.com để được hướng dẫn chi tiết. Để lại comment dưới video nếu còn thắc mắc về sản phẩm. Đăng ký kênh để xem thêm những video mới nhất của công ty. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.